Cả khu vực Nam Trung Bộ không mưa từ đầu năm đến nay. Và dự báo thời tiết ở Khánh Hòa thì nắng nóng kéo dài, lượng nước tích trữ trong các hồ chứa trên địa bàn tỉnh cạn kiệt nhanh chóng, khiến tình hình khô hạn ngày càng trở nên gay gắt hơn. UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đưa ra hai phương án chống hạn, trong đó ưu tiên cao nhất là không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Với hai kịch bản đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa ra, nguyên tắc từ nay đến hết tháng 5, toàn bộ nhu cầu nước cho sản xuất lúa đều phải dừng lại, chỉ ưu tiên nước cho sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ. Tuy nhiên, nếu nắng nóng kéo dài thì nguy cơ thiếu nước sinh hoạt là rất lớn. Theo dự báo, toàn tỉnh Khánh Hòa có gần 26.000 hộ dân với hơn 100.000 nhân khẩu sẽ bị thiếu nước sinh hoạt. Khô Suối Dầu hiện tại bây giờ chỉ còn được là 20%. Với cái dung tích này thì hồ Suối Dầu chỉ đảm nhiệm cho phục vụ cho nước sinh hoạt, chủ yếu là nhà máy nước Suối Dầu và khu công nghiệp Suối Dầu. Riêng hồ Cẩm Ranh thì hiện tại bây giờ nó đang là sắp xỉ mực nước chết. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các biện pháp phòng chống hạn hán thiếu nước trên địa bàn tỉnh khoảng 88,6 tỷ đồng, được dùng để sửa chữa, nâng cấp, đồng thời đầu tư thêm hàng chục giếng khoan mới. Tuy nhiên, đó chỉ là những giải pháp chống hạn trước mắt, triển khai trong đợt nắng nóng năm nay. Về lâu dài, Khánh Hòa cần phải đầu tư nhiều hơn nữa các đập ngăn trên sông suối để giữ nước, đầu tư thêm các hồ chứa nước mới để có thể ứng phó một cách hiệu quả với hạn hán diễn biến phức tạp.